Chào mừng quý anh chị nhà đầu tư trở lại với kênh Ngân Trần Stock. Mấy ngày gần đây thì nước ta cũng có khá là nhiều tin buồn do thiên tai và những cái hậu quả của nó để lại. Anh chị em nào mà đang trong vùng chịu ảnh hưởng thì chúng ta cũng cố gắng giữ gìn sức khỏe, cẩn thận để vượt qua giai đoạn khó khăn này ha. Trong video ngày hôm nay, em sẽ cùng với mọi người đi qua phân tích về xu hướng thị trường, những lưu ý quan trọng trong việc lựa chọn cổ phiếu và cơ cấu danh mục sao cho mục đích cuối cùng vẫn là tối ưu được lợi nhuận cũng như là giảm bớt rủi ro nha. Nếu đây là lần đầu tiên anh chị đến với kênh của em thì mọi người hãy dành ra vài giây nhấn vào nút đăng ký kênh để có thể nhận được những thông báo sớm nhất khi mà em ra video hoặc là có những cái buổi livestream phân tích thị trường. Và anh chị thấy video hữu ích đừng quên nhấn tặng cho em một cái nút like ở đây. Có bất kỳ câu hỏi, thắc mắc gì về cổ phiếu, về thị trường hoặc là góp ý về kênh thì anh chị hãy comment bên dưới. Bên cạnh cái việc được hỗ trợ giải đáp thì theo thuật toán của YouTube, những video có nhiều like, có nhiều comment sẽ được đề xuất tốt hơn. Nên nếu như mọi người yêu quý thì có thể ủng hộ em bằng cách là nhấn like, đăng ký kênh và để lại một cái comment. Trong phần mô tả video thì có thông tin là số điện thoại của em. Anh chị cần hỗ trợ mở tài khoản VBS hoặc đã có tài khoản rồi, muốn chuyển ID về em tư vấn thì cứ liên hệ với em qua thông tin này để được nhận những khuyến nghị chi tiết nhất về điểm mua, điểm bán cũng như là những cái cơ hội đầu tư tiềm năng. Hoặc là muốn trải nghiệm trước cái chất lượng tư vấn bên em thì có thể tham gia vào cộng đồng này. Thì đây là nhóm tư vấn hoàn toàn miễn phí, nơi em chia sẻ những thông tin về thị trường cũng như là hỗ trợ giải đáp các cái thắc mắc trong phiên để giúp cho mọi người có thể đưa ra được quyết định kịp thời hơn. Thì nhóm này là miễn phí nha, anh chị chỉ cần nhấn vào đường link ở đây là được nè, nhấn vào đây để cùng nhau giao lưu trao đổi với những nhà tư khác cũng như là nhận cái sự hỗ trợ tư vấn đến từ em. Rồi đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau nhìn lại thị trường phiên ngày hôm nay một tí nè. Thì mình thấy phiên ngày hôm nay ngày 9 tháng 9 chỉ số mở gap giảm từ đầu ngày, tại vì cuối tuần vừa rồi chứng khoán thế giới giảm tương đối. Đây, Dow Jones và Nasdaq đều giảm hơn 400 điểm thì ngay lập tức nó gây hiệu ứng lên ở thị trường mình đầu tuần mở gap down. Dù chỉ số vẫn có nhiều cái nỗ lực bật lên trong phiên nhưng mà cầu khá là thận trọng khiến chỉ số vẫn chìm trong sắc đỏ và đóng cửa thì giảm 6,23 điểm, khoảng 0,49% xuống 1.267,73 điểm. Và chính cái tâm lý dè chừng, cái tâm lý thận trọng nó cũng khiến cho thanh khoản ngày hôm nay có cái mức sụt giảm tương đối mạnh anh chị. Giá trị trên sàn HOSE chỉ đạt đâu đó là khoảng hơn 11.600 tỷ. Thì đây là một trong những cái phiên mà có thanh khoản thấp nhất kể từ đầu năm nay. Và xét về cái mức độ các nhóm ngành, các cái cổ phiếu ấy, thì hầu hết các cái nhóm ngành ngày hôm nay nó đều chịu áp lực bán với 282 mã giảm so với 104 mã tăng. Nhưng mà cái dòng tiền nó vẫn duy trì tính phân hóa chứ nó không có áp đảo hoàn toàn ở một cái phe nào cả. Ngày hôm nay mình có nhóm nào nổi bật anh chị? Mình có nhóm thép. Mặc dù là cái biên độ cho đến giai đoạn cuối ngày thì nó thu hẹp đáng kể, nhưng đây vẫn là một trong những cái nhóm ngành mà đi ngược dòng thành công trong phiên ngày hôm nay. Cái nhóm ngành đi ngược dòng tăng điểm. Bên cạnh đó thì mình cũng có một số cái cổ phiếu ngành dầu nè, ngành dầu khí nè, ngày hôm nay nè cũng giữ giá tốt so với thị trường nè. Hoặc là một số cổ phiếu ngành chăn nuôi, ví dụ như là Dabaco và BASF nè. Đấy, đây là vẫn là có những cái cổ phiếu mà đi ngược thị trường chứ không phải là nghiêng hoàn toàn về phe bán anh chị. Và cái sự phân hóa này nó vẫn sẽ tiếp diễn cho đến khi mà có một cái nhóm ngành dẫn dắt nó lộ diện, nó giúp cho thị trường mình có cái xu hướng mới. Đó, còn giai đoạn này thì nó vẫn sẽ tiếp diễn. Mình thấy rồi, thì cứ là cái nhóm này tăng, ngày mai nó giảm, rồi nhóm kia ngày hôm trước nó giảm, ngày hôm sau nó tăng là bình thường. Cái quan trọng là mọi người cần nhìn nhận cho em được cái xu hướng của cổ phiếu nó đang là gì. Chứ anh chị không thể nào mà mình nhìn vào cái phiên giảm thì nói rằng nó yếu, mình nhìn vào phiên tăng thì nói rằng nó mạnh được, không có đúng. Mà mình phải xem thử cái xu hướng của nó là gì. Nếu như xu hướng của nó tốt thì những cái nhịp điều chỉnh nó sẽ không rủi ro. Còn nếu như cái xu hướng của nó vẫn đang yếu thì những nhịp tăng mình tránh cái việc là FOMO. Đó. Rồi, quay lại thị trường, mình thấy nè, về kỹ thuật thì mặc dù là cuối tuần vừa rồi chỉ số nó có một cái nến rút chân, nó đóng cửa gần cao nhất ngày, nhưng mà cái áp lực từ chứng khoán thế giới nó đã khiến cho VN-Index mở cửa tuần mới đã nhanh chóng rung lắc trở lại. Thì đây là một cái diễn biến bình thường anh chị. Nhiều anh chị hỏi em là thứ sáu nó vừa rút chân như vậy mà ngày hôm nay thì nó lại bắt về giá đỏ thì nó có xấu không em? Nó có gọi là tạo điểm mua giá rẻ không em? Thì nếu như trong một bối cảnh thị trường mình đang ổn định, thế giới đang ổn định mà mình có vận động như vậy thì nó sẽ là gọi là tạo điểm mua giá rẻ. Nhưng mà ở giai đoạn hiện tại, tâm lý chung đang yếu, thế giới thì có những cái trạng thái rung lắc mạnh, nên cái việc mà ngày hôm trước tăng, ngày hôm nay điều chỉnh và đặc biệt là mình đang trong một cái vùng giằng co thì đây là cái trạng thái bình thường nha anh chị, một trạng thái bình thường. Điểm cộng là anh chị để ý nè, những cái nhịp bán mà chúng ta chịu ảnh hưởng từ chứng khoán thế giới, chịu ảnh hưởng từ tâm lý, ví dụ như phiên ngày 4 tháng 9 và phiên ngày hôm nay đều là hai phiên mà ảnh hưởng từ thế giới. Nhưng mọi người thấy một điều là gì? Là cái áp lực bán nó không quá lớn, nó không có dao động bán quá lớn, nó không phải là những phiên như này.
Tức là những cái phiên mà nó mở biên rơi anh chị, nó rơi và nó dao động với thanh khoản lớn, thì hai phiên vừa rồi nó không có trạng thái này. Cho thấy là điều gì anh chị? Cho thấy là cái áp lực cung nó bắt đầu nó đã kiệt dần rồi. Có điều nó thiếu cái tín hiệu mạnh mẽ hơn từ lực cầu, để cầu giá cao chưa chấp nhận mua lên. Chứ còn giai đoạn này thì áp lực cung nó không quá lớn, thì đó chính là điểm cộng. Trước mắt thì với vận động này, chỉ số nó sẽ tiếp diễn cái quá trình giằng co hấp thụ. Hấp thụ cái gì? Hấp thụ cái vùng đỉnh chứ gì anh chị? Sau khi mình tạo cái đáy ở vùng 1180x mà mình phục hồi đi lên, mình chạm về cái vùng cản qua 1280x đến 1300 này, chạm cái vùng mà trước đó đã có nhiều lần chỉ số vượt thất bại á, thì mình về đây, mình đang tạo một cái vùng giằng co để mình hấp thụ cái ngưỡng cản này. Đây là cái vùng giằng co này anh chị. Đấy, mình đang giằng co để hấp thụ. Và cái biên độ được xác lập ở giai đoạn này thì mình sẽ có cái gì? Mình sẽ có cái hỗ trợ là cái ngưỡng quanh 1255 đến 1260. Đây là vùng hỗ trợ và cho đến phiên ngày hôm nay nó vẫn đang phát huy tốt cái vai trò của nó. Và kháng cự là quanh cái ngưỡng 1200x. Đây, mình đang giới hạn trong cái biên độ này, để dao động lên xuống và giới hạn bởi biên dưới 1250x, 1260 và biên trên là quanh cái ngưỡng 1280x. Và trong cái giai đoạn mà chỉ số giằng co thì nó xuất hiện phiên tăng, phiên chỉnh là điều bình thường anh chị. Khi mà cung cầu nó đang tranh chấp với nhau, chưa có cái phe nào thực sự là chiếm ưu thế thì nó cứ dao động lên xuống, dao động lên xuống. Rồi, nó có một cái điểm trừ anh chị. Lúc nãy điểm cộng là những cái phiên bán á, thì thanh khoản nó không bị dao động lớn, nhưng mà nó cũng có một cái điểm trừ. Thì anh chị có nhớ trước đây em nói với mọi người cái vấn đề không? Sau cái phiên ngày 4 tháng 9 thì em nói với mọi người cái vấn đề á, là cái gap này cần được lấp lại càng sớm càng tốt. Thì điểm trừ hiện tại á, là cho đến phiên ngày hôm nay, 4 phiên rồi mà VN-Index nó vẫn chưa thể lấp lại được cái gap down mở ra vào phiên ngày 4 tháng 9 quanh cái ngưỡng 1280x. Vì nó lấp được cái gap down này thì nó sẽ thể hiện được cái sức mạnh cầu giá cao. Nhưng mà cho đến phiên ngày hôm nay nó vẫn chưa lấp lại được. Khi mà nó lình xình lâu ở dưới cái gap á, thì nó sẽ dẫn đến rủi ro là cần rũ xuống một nhịp nữa anh chị, để kích hoạt cái lực cầu mạnh hơn. Tại vì ở vùng này cầu giá cao không dám mua lên, nó không chấp nhận mua lên, thì nó sẽ dẫn đến cái điều gì? Nó phải tìm kiếm một cái lực cầu mới. Bây giờ lên không được thì làm gì? Thì đi xuống. Nó đơn giản như vậy thôi. Nó là quy luật về cung cầu. Đấy, nên cái rủi ro là gì? Rủi ro là nếu như mà mình lình xình lâu quá ở dưới cái gap này á, thì mình sẽ cần một cái nhịp ép xuống nữa, để gọi là để kích hoạt một cái lực cầu mạnh mẽ hơn, cũng như là rũ bỏ ra cái lượng cung mà bị mất kiên nhẫn. Và như em nói lúc nãy, cái ngưỡng 1280x đến 1300 thì thực tế nó vẫn là cái vùng kháng cự mạnh ở giai đoạn này. Nó là cái vùng kháng cự quan trọng để quyết định á, là VN-Index của mình có thể bước vào một cái nhịp tăng mới hay không, có thể là có một cái sóng mới hay không, hay tiếp tục quá trình giằng co trong cái biên độ sideways là 1200x đến 1280. Đây, đây là cái ngưỡng quyết định là mình sẽ tạo sóng mới hay là mình sẽ tiếp tục dao động đi lên đi xuống trong một cái biên độ với cái ngưỡng trước mắt là qua 1230x đến 1280x. Đó, thì lưu ý cho em, trước khi mà thị trường muốn vào sóng, trước khi mà cổ phiếu nó muốn vào sóng á, thì thường nó sẽ có một quá trình tái tích lũy, một cái quá trình giằng co. Cái nhịp này là cái nhịp tạo đà để thị trường có thể vào sóng, để cổ phiếu nó có thể vào sóng. Thì ở những cái vùng này á, tâm lý thường sẽ rất là chán nản và thị trường thường sẽ rất là ảm đạm. Cổ phiếu thường nó sẽ rất là ảm đạm để nó rũ bỏ ra những nhà đầu tư mất kiên nhẫn, để nó rũ bỏ ra cái gọi là cái sự kỳ vọng của nhà đầu tư. Thì khi mà nhà đầu tư họ không còn kỳ vọng quá nhiều vào thị trường á, thì họ sẽ có xu hướng bán ra, họ chờ chỉnh mua lại chẳng hạn. Đấy, thì những giai đoạn đó sau khi nó rũ ra được nhiều thì nó mới dễ tạo sóng. Tại vì trước khi tạo lập muốn kéo cổ phiếu, trước khi tạo lập muốn kéo thị trường thì nó luôn luôn phải kiểm tra xem là cái lượng cung của nhỏ lẻ có còn mạnh hay không. Thì nếu như mà cái lượng cung nó yếu, nó đã suy kiệt rồi thì nó mới dám kéo, nó mới có thể là đẩy dòng tiền vào. Còn nếu như nó kiểm tra lại mà thấy là à, cung nhỏ lẻ đeo bám còn nhiều quá thì nó sẽ không kéo, thậm chí nó sẽ đạp xuống để nó rũ ra. Tại vì bây giờ cung nhỏ lẻ đang còn nhiều thì cái việc mà anh chị kéo lên như vậy chẳng khác nào là tạo cơ hội cho nhỏ lẻ có thể chốt lời được giá cao, đúng không? Đó, nên để đi, trước khi mà bước vào một cái nhịp tăng mạnh thì lúc nào cũng sẽ có một cái vùng giằng co lình xình rất là khó chịu này, vùng cân bằng này. Để trước khi muốn kéo này, vùng lình xình trong biên độ hẹp này rất là khó chịu. Để đi, cứ trước một cái nhịp kéo nào cũng vậy, nó sẽ có một cái vùng lình xình rất là khó chịu anh chị. Lình xình để rũ bỏ ra được cái lượng đeo bám, để khiến cho nhà đầu tư hết hy vọng về thị trường thì nó mới kéo được. Nên ở giai đoạn này, nếu như mà nó có cái vùng giằng co, cái vùng lình xình, và anh chị để cho em, ở trong cái vùng giằng co đó, nó chỉ cần
không có dao động bán lớn. Nhớ cho em, vùng giằng co này điều kiện phải là không có dao động bán lớn, tức là không có những cái phiên kiểu như này. Đây không có những phiên kiểu như phiên 14 tháng 6 hoặc là phiên ngày 24 tháng 6, chị hình dung không? Những cái phiên mà nó có cái biên độ rơi lớn và thanh khoản cao á. Nếu như trong cái vùng giằng co mà nó không có biến động này thì nhà đầu tư nếu như đã vào được một cái vị thế tốt thì mình hoàn toàn có thể kiên nhẫn và theo dõi thị trường. Còn để mà thị trường mình có thể bứt phá thành công thì như trong video cuối tuần rồi, em có đề cập cho mọi người một số cái điều kiện chính. Tất nhiên là để quyết định vào sóng thì nó sẽ cần rất là nhiều yếu tố, nhưng mà nó sẽ có những yếu tố chính nào anh chị? Đầu tiên, đây mọi người mở lại cho em cái bản tin thị trường. Em đều gửi rất là chi tiết mỗi ngày để anh chị mình có thể nắm được và theo dõi. Để mà nhận được những bản tin này thì anh chị tham gia vào nhóm cộng đồng là có rồi. Đây mình thấy nè, để mà bước vào một cái nhịp tăng mới thì nó sẽ có một số điều kiện chính. Thứ nhất là xuất hiện cái nhóm dẫn dắt. Thì nhóm dẫn dắt ở đây, cái điều kiện để trở thành là gì? Thứ nhất là nhóm ngành đó, nó phải có cái quy mô vốn hóa đủ lớn. Cái quy mô vốn hóa lớn để làm gì? Để nó có thể tác động đến tâm lý nhà đầu tư khi nó kéo lên, để nó sẽ tạo được cái hiệu ứng tốt trên thị trường. Nó khiến nhà đầu tư tin vào việc thị trường mình sẽ có sóng và họ chấp nhận họ xuống tiền vào để đẩy giá lên. Đó, thì quy mô vốn hóa của nó phải đủ lớn và nó có cái độ đồng thuận hướng lên ở các cổ phiếu trong cùng dòng. Nếu như nó đạt điều kiện quy mô vốn hóa lớn nhưng mà các cổ phiếu trong dòng nó đang cắm đầu xuống thì làm sao nó trở thành nhóm ngành dẫn dắt được anh chị? Tại vì nhóm ngành dẫn dắt là cái nhóm mà kích thích dòng tiền, cái nhóm mà sẽ tạo hiệu ứng cho nhà đầu tư tin rằng thị trường mình sẽ đi xa, tin rằng thị trường mình sẽ vào sóng, nên tất nhiên nó phải có cái độ đồng thuận và đồng thuận hướng lên. Đó, nên nhóm ngành dẫn dắt thì nó có hai điều kiện: quy mô vốn hóa đủ lớn, độ đồng thuận hướng lên. Thì nhóm ngành có quy mô vốn hóa đủ lớn như thị trường mình có những nhóm nào? Mình có ngân hàng, chứng khoán, thép, bất động sản, hoặc nhỏ hơn một tí mình có dầu khí, mình có bán lẻ. Thì nếu như mà xét trong 6 cái nhóm ngành này á thì hiện tại em thấy là có ngân hàng hoặc là chứng khoán là những nhóm có thể kỳ vọng, còn nhỏ hơn thì mình sẽ có bán lẻ. Còn bất động sản thì chưa, tại vì form nó rất là rõ ràng là đoạn vừa rồi nó đau sâu quá thì nó sẽ cần thời gian cân bằng. Tương tự thép, đoạn vừa rồi cũng gãy sâu, rồi nhóm dầu khí đoạn vừa rồi cũng gãy sâu, form không có đồng thuận. Thế thì nếu như mà xét ra thì có thể nó là ngân hàng hoặc là chứng khoán, hoặc là nhỏ hơn một tí thì mình có bán lẻ. Yếu tố thứ hai là không có nhóm ngành lớn nào thủng đáy. Nhóm ngành lớn là những nhóm nào? Là những nhóm có quy mô vốn hóa đủ lớn, những nhóm mà em vừa nói, ngân hàng, chứng khoán, thép, bất động sản. Đặc biệt là bốn nhóm ngành này không được thủng đáy. Còn nếu như thị trường mình đi lên mà có một trong bốn nhóm ngành này thủng đáy thì nó cũng sẽ rất khó để đi xa. Cùng lắm là gì? Là nó sẽ tạo cái vùng sideways thôi. Chứ còn để tạo sóng trong bối cảnh là có nhóm lớn thủng đáy thì khó lắm. Nó giống như đoạn vừa rồi, mình có ai mình có nhóm bất động sản thủng á, thì mặc dù thị trường mình đã tiến về sát cái ngưỡng 1.300, thậm chí là có những phiên muốn kích hoạt vượt 1.300, nhưng mà lúc đó khi nhà tôi họ nhìn vào họ thấy bất động sản vẫn thủng đáy á, thì họ cũng sẽ chưa có kỳ vọng quá nhiều để họ xuống tiền đâu. Nên điều kiện thứ hai là không có nhóm lớn thủng đáy. Thì như em có nói luôn, hiện tại thép là nhóm cần theo dõi kỹ, nhưng mà qua phiên ngày hôm nay thì nhóm thép cũng đang có tín hiệu là giữ được cái vùng cân bằng. Tất nhiên mình đòi hỏi thép tăng mạnh là khó. Lát nữa em sẽ phân tích cho mọi người về dòng thép vì sao nó chưa tăng mạnh được, nhưng mà nó đang có những tín hiệu cân bằng, thì đây cũng là một cái trạng thái tốt cho thị trường. Và yếu tố thứ ba là với những cái nhịp hấp thụ cung trong quá trình cổ phiếu đi lên, trong quá trình thị trường đi lên thì không phải là toàn là màu hồng đúng không chị? Nó vẫn sẽ có những phiên giảm, những cái phiên đi ngang. Thì điều kiện là những cái phiên giảm, những phiên đi ngang đó nó không được dao động volume lớn, volume nó ở mức thấp là tốt, và nếu như nó giảm dần thì càng tốt. Nó giảm dần thì đó là những cái nhịp lấy đà, những cái nhịp tạo đà để cổ phiếu có thể đi tiếp. Còn nếu như cổ phiếu đang đi lên bình thường mà nó xuất hiện một cái dao động bán lớn kèm thanh khoản cao thì rõ ràng đó là những dấu hiệu của phân phối. Thì khi mà đã có phân phối thì làm sao mà kỳ vọng cho một cái nhịp tạo sóng được đúng không? Đó, nên đây là ba điều kiện em thấy là quan trọng để quyết định thị trường mình có thể là vượt được cái biên trên này để đi xa hơn hay không. Thì thứ nhất, nhóm ngành dẫn dắt. Thứ hai, không có nhóm lớn thủng đáy. Và thứ ba là những nhịp hấp thụ cung nên duy trì thanh khoản ở mức thấp và giảm dần thì càng tốt. Đã nếu như mình thấy được những tín hiệu này ở giai đoạn thị trường mình nó cân bằng á, bắt đầu khi mà nó cân bằng, nó tạo vùng giằng co thì những giai đoạn đó thường nó sẽ xuất hiện những cái form cổ phiếu mạnh, nó thường sẽ xuất hiện cái form dòng dẫn dắt. Nên đối với em, khi thị trường mình nó tạo vùng giằng co mà chỉ cần nó không xuất hiện những cái dao động bán lớn thì anh chị cũng nên kiên nhẫn và theo dõi. Đừng có gọi là kỳ vọng quá lớn. Mọi người cũng tránh cái việc kỳ vọng quá lớn nha. Khi mà mọi người kỳ vọng quá lớn á, thì vô hình chung
Nếu như thị trường mình nó không như mình kỳ vọng thì mình sẽ dẫn đến thất vọng lớn, mặc dù nó chưa có gì xấu cả. Ví dụ như hiện tại, cho đến hiện tại em vẫn chưa thấy tín hiệu gì đến từ việc thị trường nó xấu. Nhưng mà nếu như ai kỳ vọng là sau phiên ngày 16 tháng 8, tức là phiên mùng 1 theo đà, thị trường nó phải bứt phá, thị trường nó phải uptrend, nó phải 1.300, 1.400, 1.500 gì đó, thì chắc chắn là những cái phiên vừa rồi nó sẽ khiến cho anh chị cảm thấy rất rất là khó chịu. Đặc biệt đoạn vừa rồi gần như là không có lợi nhuận quá nhiều đâu. Các cổ phiếu nó dao động tăng giảm đan xen, nó luân phiên á, thì thực ra cũng sẽ không có quá nhiều cái trường hợp cổ phiếu bứt phá. Để khi mà mình kỳ vọng quá nhiều mà nó không có lợi nhuận lớn á, thì anh chị sẽ bị tâm lý khó chịu. Mặc dù nó chưa có gì xấu, và khi mà khó chịu á, thì mình sẽ dễ đưa ra những quyết định nó sai lầm. Nên chú ý cho em một số cái vấn đề về thị trường như vậy. Còn hiện tại, cái sự phân hóa dòng tiền nó vẫn đang tiếp diễn, như em nói ở đầu video. Cho đến khi mà có ngành dẫn dắt á, thì nó mới có thể tạo ra được một cái sự đồng thuận hay một cái sự bùng nổ. Còn giai đoạn này, khi mà đang ở cái vùng giằng co sideways á, thì tiền nó sẽ luân phiên, nó sẽ phân hóa. Nên việc hành động mua hay bán tất nhiên nó còn phụ thuộc vào cái cổ phiếu của anh chị, cái vị trí của nó đang ở đâu để mình có thể đưa ra được quyết định nó mua bán phù hợp. Thị trường hiện tại vẫn có những cổ phiếu rất tốt, nhưng mà vẫn có những cổ phiếu nó có dấu hiệu là tiền lớn thoát ra. Đấy, nên mình phải lựa chọn, mình phải phân biệt được. Và nhớ cho em, ở một cái vùng mà thị trường mình nó đang giằng co thì tránh làm cái gì? Tránh mua đuổi, tránh mua đuổi, tránh bán đuổi. Thấy giảm bán, thấy tăng mua thì thường mọi người sẽ không có lợi nhuận đâu, thậm chí là T cộng về là lỗ ngay lập tức. Nên tránh mua đuổi bán đuổi. Còn tỷ trọng cổ phiếu thì hiện tại mọi người vẫn có thể duy trì cho em ở cái ngưỡng trung bình, tức là khoảng tầm 50% hoặc 60% cũng được. Tỷ trọng cổ phiếu hiện tại vẫn giữ được cái ngưỡng đó, cũng không cần là phải đưa về cái mức thấp dưới 30% đâu. Em thấy là vẫn có thể giữ được tỷ trọng cổ phiếu ở cái ngưỡng quanh trung bình. Còn cái tín hiệu đầu tiên để mọi người lựa chọn cổ phiếu giai đoạn này á, thì mọi người phải nhìn vào volume, nhìn vào volume và cái vận động giá của nó. Nhớ cho em á, đừng có đánh giá cổ phiếu nó tăng thì kêu nó mạnh, nó giảm thì kêu nó yếu, mà mình phải xem là cái vận động của nó đang ở đâu, cái form của nó là gì. Thì em vẫn giữ quan điểm như cũ á. Đầu tiên là cái nhóm ngành, mặc dù đoạn rồi thị trường mình nó sung lắc, nó điều chỉnh, nhưng mà cái cổ phiếu đó mọi người thấy là nó vẫn giữ được một cái trạng thái, nó vẫn có được một trạng thái giữ giá tốt, nó vẫn giữ giá. Nó tất nhiên nó vẫn sẽ có những cái phiên giảm, nhưng mà cái biên độ giảm của nó không lớn. Nó giữ xu hướng, nó giữ nền. Và đặc biệt là trong cái vùng giằng co này, nó duy trì thanh khoản ở mức thấp. Và kiệt dần lại thì càng tốt. Nếu như thanh khoản thấp mà còn giảm dần thì quá tốt. Đó, đầu tiên là những cái cổ phiếu mà nó giữ được giá và thanh khoản nó thấp, nó giữ được cái trend. Còn thứ hai thì vẫn có thể là nó xuất hiện cái biên độ điều chỉnh trên 5%. Tức là cái biên độ điều chỉnh cũng tương đối trong ngắn hạn đúng không? Nhưng mà ở cái nhịp điều chỉnh này, nó đi kèm với thanh khoản thấp, thì đây cũng là một cái form cổ phiếu đẹp anh chị. Nếu như cái xung lực trước đó của nó mạnh và nó đang chịu cáp được chốt lời trong ngắn hạn với biên độ trên 5%, nhưng mà thanh khoản của nó thấp, thì đây vẫn là những cái cổ phiếu có thể ưu tiên. Còn những cái cổ phiếu nào mà mình sẽ không ưu tiên ở giai đoạn này? Như em nói là những cái cổ phiếu mà để volume bán lớn, hoặc là có những cái phiên bán với volume đột biến. Để những cái cổ phiếu nào mà thị trường mình đang cân bằng mà nó có một cái dao động bán lớn, nó có thanh khoản bùng nổ trong những cái nhịp bán, thì đây sẽ là những cái mã cổ phiếu mình ưu tiên cơ cấu trong ngắn hạn. Tại vì cái dạng này, một là nó sẽ còn những cái nhịp rũ xuống tiếp, một là nó rũ xuống tiếp, hai nó khỏe hơn một tí, nhưng mà nó sẽ mất thời gian để nó cân bằng lại. Nếu như đang bình thường mà nó có dao động bán lớn, thanh khoản cao, thì một nó rũ xuống tiếp. Ví dụ DG sau phiên ngày 28 tháng 8 thì nó đã rũ tiếp đâu đó khoảng tầm 8%. Một đã rũ xuống tiếp. Hai là nó không giảm mạnh nhưng mà nó sẽ lình xình để nó cân bằng lại. Ví dụ như con BNG từ phiên ngày 26 tháng 8 đến giờ nó không có giảm nhiều đâu. Nó giảm đâu đó là khoảng tầm 3-4% thôi. Nhưng mà người thấy không? Nó lình xình rất là khó chịu. Nên một là nó sẽ chỉnh xuống tiếp. Hai là nó sẽ giằng co để cân bằng. Thì dạng này tạm thời mình sẽ chưa có ưu tiên. Thậm chí là mình có thể là cơ cấu bớt ra nếu như mình nắm ở thị trọng lớn. Tại vì cái việc mà nó có dao động bán lớn như vậy thì chứng tỏ đó là dấu hiệu của dòng tiền lớn thoát ra. Tất nhiên phân phối thì không thể nào phân phối được xong trong một phiên cả anh chị. Nó sẽ là một cái quá trình. Nhưng mà khi một cổ phiếu nó có dấu hiệu dòng tiền lớn thoát ra thì nó sẽ không phải là cái sự lựa chọn ưu tiên của mình. Mà mình chọn những cái cổ phiếu như nào? Nó giữ giá, nó điều chỉnh volume thấp. Thì đây là những cái cổ phiếu mà dòng tiền vẫn đang nâng đỡ. Rồi, đó là cái chiến lược chung.
mình sẽ cùng nhau đi qua một số nhóm ngành lớn, một số nhóm ngành quan trọng để mọi người có thể cân nhắc cho các cái mã cổ phiếu. Còn tất nhiên thời lượng video có hạn sẽ không thể nào đề cập được hết tất cả các cổ phiếu trên thị trường. Nên mọi người có câu hỏi nào về cổ phiếu hoặc là về danh mục của mình á thì có thể comment bên dưới hoặc là tham gia vào nhóm tư vấn. Còn muốn chi tiết hơn nữa thì nhắn tin trực tiếp cho em luôn, nhắn tin ở số điện thoại này. Đó. Mọi người đang xem video like, video thì nhớ tặng cho em một like, đăng ký kênh và để làm cái comment để ủng hộ em nha mọi người. Đầu tiên mình sẽ nói về nhóm chứng khoán. Thì em sẽ đề cập một số cổ phiếu quan trọng thôi nha. Còn cũng không có thể nào đề cập được hết tất cả các cổ phiếu trong dòng đâu. Nên cứ quan tâm cổ phiếu nào, comment cho em hoặc là nhắn tin cho em. Đầu tiên nói về nhóm chứng khoán thì mình phải nói về con HCM đầu tiên. HCM là một cổ phiếu mạnh nhất dòng chứng khoán. Thì đây là một trong những cái lý do vì sao mà lúc nãy ở cái việc mà xuất hiện nhóm ngành dẫn dắt thì em có đề cập đến cổ phiếu dòng chứng khoán. Thì đây là cái con mà dễ tạo sóng nhất trong dòng chứng khoán, dễ có nhịp bùng nổ nhất trong dòng chứng khoán. Tại vì nó đang làm gì? Nó đang hấp thụ ở vùng đỉnh bằng một cái trạng thái giữ giá đi ngang kèm thanh khoản thấp. Anh chị thấy là hầu như nó đạt được những cái điều kiện mình đang kỳ vọng nãy giờ không? Thứ nhất là xu hướng phục hồi giai đoạn vừa rồi nó tốt. Nó có dòng tiền đổ vào, anh chị thấy không? Tiền nè, tiền nè, nó có dòng tiền đổ vào. Nó đang gặp cản nhưng nó có hiện tượng giữ giá và đi kèm với thanh khoản thấp nha. Sideway giữ giá thì thanh khoản phải thấp mới tốt, cho thấy là nó chấp nhận, nó giữ giá cho nhà đầu tư nào muốn chốt lời ở giá cao chốt luôn. Nó giữ giá cho bán mà. Cung không mạnh, thanh khoản thấp thì cung không mạnh. Còn nếu như nó lên sinh nó đi ngang nhưng mà thanh khoản nó tăng lên thì đồng nghĩa việc là cái cung bán ở quanh đây nó vẫn lớn. Thì khi cung bán vẫn lớn, nhớ cho em, tạo lập trước khi muốn kéo cổ phiếu thì phải kiểm tra cung, đúng không anh chị? Bây giờ thấy cung còn lớn thì có dại gì kéo lên cho mọi người chốt không? Không, thậm chí sẽ đạp xuống. Nhưng mà thanh khoản thấp thì cho thấy là cung đã kiệt dần, thì nó có thể là dễ tăng được. Nó dễ tăng được. Đó, nên HCM là một trong những cái form cổ phiếu mà mạnh trong dòng và mạnh trên thị trường luôn. Khi nó có trạng thái dòng tiền vào, giữ giá hấp thụ và đang cân bằng ở vùng đỉnh. Ở dạng này thì có hàng vẫn nắm giữ tiếp cho em. HCM thì mình mua từ 25, mình gia tăng 27 thì giá vốn mình đang rất là tốt. Và mình hoàn toàn có thể giữ hàng tiếp cho em để theo dõi quá trình hấp thụ quanh đây. Còn nếu như muốn mua mới thì tất nhiên form HCM rất đẹp. Nhưng mà để mua mới giai đoạn này á, nó không phải là một mức giá quá tốt nha. Cổ phiếu khỏe, cổ phiếu đẹp. Nhưng để mua mới á, thì tất nhiên mình phải chấp nhận là đang mua anh đỉnh, đúng không? Thì mua như nào? Mua tầm 30% theo dõi. Đặt một chiếc dép vào, đặt một viên gạch vào để theo dõi xem là nhịp này HCM nó có nổ được hay không. Và do mình đến sau, mình thăm dò thì mình chỉ mua cho em tỷ trọng dưới 30% để mình theo dõi ở vùng này. Nếu như sau đó nó có phiên xác nhận, nó có phiên nổ lên, tiền vào tiếp, thì khi đó mình mới gia tăng. Vì mình mua sau, mình chấp nhận mua sau thì cái tỷ trọng điều vốn của mình sẽ khác. Vì người ta mua ở đây 30%, người ta lên đây người ta gia tăng tiếp rồi. Bây giờ giá vốn người ta có khoảng 26x thôi. Đó là khách hàng của em đấy. Giá vốn khoảng 26x thôi thì mình có được cái biên độ an toàn. Và nếu nó nổ lên nhịp cuối, thậm chí có thể gia tăng cũng được. Nhưng mình đến sau thì mình phải chấp nhận là cái tỷ trọng mình nó nhỏ hơn. Mình đặt một cái dép vào đây mình theo dõi. Nếu như sau nó nổ lên được thì mình sẽ cân nhắc. SSI thì hôm nay điều chỉnh thanh khoản thấp vẫn ổn. Mọi người muốn canh con SSI mà mua thăm dò có thể canh cho em ở quanh vùng giá 32-325. Nhưng mà tất nhiên 32-533. Nhưng mà tất nhiên thì con SSI thì nó sẽ rõ ràng nhìn vào là biết luôn. Sao nó mạnh bằng HCM được anh chị? HCM bây giờ đang về trên đỉnh rồi. Còn con SSI thực ra thì cái form của nó đây, cái form của nó thì yếu hơn, thấy không? Nó yếu hơn. Nhưng mà SSI sau khi mà lấp được cái gap quanh tầm 32-533 thì cái xu hướng phục hồi của nó trong ngắn hạn đã có cái lực tốt hơn rồi. Thì trước mắt kỳ vọng SSI là nó sẽ quay về, nó test lại cái vùng đỉnh quanh tầm giá 34-535 một lần nữa. Nếu mà SSI mà muốn đi xa thì buộc nó phải vượt được cái vùng này, thì khi đó mới có thể là có những cái vùng giá như là 36.x đến 37. Nên vùng này mà anh chị nào thích, nếu thích SSI thì chú ý cho em, cái gap trước đó quanh 32-533 kháng cự thì bây giờ sẽ trở thành hỗ trợ. Đây là cái vùng hỗ trợ quan trọng của SSI và khả năng nó sẽ bật được quanh đây đấy, khả năng sẽ bật được. Visa thì nó sẽ thuộc vào trường hợp nào anh chị? Trường hợp trước đó có một giai đoạn bán lớn. Cái phiên ngày 29 tháng 8 là cái phiên em nói là mọi người tạm thời không đánh SSI, xin lỗi, không đánh VCI nữa. Phiên này này, từ phiên đó đến nay thì nó cũng đã giảm đâu đó khoảng thêm là tầm 3-4% gì đó. Nhưng mà từ phiên ngày hôm 29 tháng 8 thì nó mọi người cái vấn đề là một cổ phiếu đang có giai đoạn bán lớn thì mình cũng chẳng cần nó bị ảnh hưởng từ thông tin gì. Cứ chờ đi, vì một là chỉnh xuống tiếp, hai là sẽ mất nhiều thời gian để nó cân bằng.
Thì trường hợp của con VCI hiện tại volume đang thấp lại dần, có thể nó sẽ cân bằng được quanh đây với cái hỗ trợ là quanh tầm 47-44, chờ thôi ha, chờ thôi. VND thì điểm trừ là nó không có nỗ lực lấp lại được cái gap qua 15.5. Thì nếu như mà VND lấp lại được cái gap này thì cái sức mạnh giá của nó tốt hơn. Còn nó lên sình lâu dưới gap á, cứ chạm gap bị chốt ngược, chạm gap bị chốt ngược thì nó sẽ có rủi ro test lại quanh đáy trước một nhịp nữa. Đó là bốn cái mã cổ phiếu chứng khoán lớn. Chứng khoán nhỏ thì con CTS vẫn là cái cổ phiếu em đang quan tâm ở giai đoạn này. Em có nói rồi, CTS là trong dòng chứng khoán nhỏ thì đây là cái cổ phiếu mà em ưu tiên nhất. Tại vì đơn giản là vùng này nó giữ giá đi kèm thanh khoản thấp. Dòng chứng khoán nhỏ thì có rất là nhiều con giữ giá, nhưng mà có con CTS thì nó có cái volume đạt điều kiện của em, volume thấp dần. Đó, nên đây là cái cổ phiếu em ưu tiên. FTS cũng được, form nó cũng được, form nó giữ giá nè. Có điều là do những cái phiên trước đó cái dao động thanh khoản của con FTS nó còn hơi lớn nên em cần chờ thêm thôi, chờ thêm. Nếu như nó kiệt lại vol thì mình vẫn có thể là nốt con FTS vào. Nhưng mà tất nhiên so sánh thì đoạn này kể cả CTS hay FTS đều yếu hơn HCM nha, đều yếu hơn HCM ở đoạn này. Thực ra là do HCM nó vẫn có thêm cái câu chuyện về việc pre-funding của nước ngoài đấy. Thì nếu mà thí điểm thì khả năng SSI và HCM là hai con được thí điểm. Rồi CTS, FTS, VDS vol lớn quá chưa? VDS vol nó còn hơi lớn. Thì nhưng mà nó có sẽ có hỗ trợ sát quanh 20 rồi nha. Nên ai vẫn còn nắm hàng thời điểm hiện tại thì em nghĩ là cũng sẽ theo dõi thôi. Chứ bây giờ bán nó rất là dễ bật. Còn mua thì chưa. Vì đơn giản là đoạn vừa rồi nó bị bán thanh khoản lớn nè. Phiên ngày 26 tháng 8 nè. Thanh khoản không có quá lớn như con VCI. Nhưng mà thanh khoản nó cũng cao hơn cái ngưỡng mình kỳ vọng. Nên nó sẽ cần giằng co lâu hơn một tí. Hoặc là phiên ngày 4 tháng 9 nè. Nó mở gap giảm nè. Thì trong ngắn hạn cái gap này sẽ trở thành cản của con VDS. SAS hôm nay bán vô lớn nha. Vô rất lớn. Mặc dù là giá ở dưới thấp nhưng mà volume nó vẫn lớn. Nhiều anh chị hỏi em phải đây cái cú rũ bỏ cuối cùng của con SAS không? Em không biết, nhưng mà em chỉ quan tâm là ở vùng này mà cung của nó vẫn còn rất là nhiều. Thanh khoản lớn đồng nghĩa với việc là cung nó còn rất là nhiều, thì nó buộc phải có thời gian cân bằng thôi. Tức là nó sẽ còn mất nhiều thời gian đấy. Nên mình cũng sẽ không, con này nó cũng sẽ không nằm trong cái list mình ưu tiên. Còn cái quan điểm mọi người là gom vì thấy giá nó rẻ thì nó lại là một cái trường phái khác nha. Em là em đang phân tích theo dòng tiền, em đang phân tích theo cái xu hướng của cổ phiếu. Thì con này, cái vận động nó là vận động test đáy, nhưng mà thanh khoản nó vẫn cao, thì đồng nghĩa với việc là lực bán của nó còn lớn. Thì nếu như mà sau phiên ngày hôm nay á, mà con SAS nó chủ động nó bật về lại được trên 16 á, thì nó mới đẹp. Thì phiên ngày hôm nay mang ý nghĩa là một phiên rũ bỏ. Đấy, nếu như mà sau phiên ngày hôm nay mà nó bật ngược về lại trên 16 luôn, tầm 2-3 phiên tới nó bật ngược về trên này luôn, nó không bắt về giá rẻ nữa thì ok. Còn nếu như sau phiên ngày hôm nay mà con SAS nó vẫn cứ lình xình về lại vùng giá 14.x đó, thì nó chưa ok đâu nha. Rồi, đấy là về dòng chứng khoán sơ bộ về các cái mã cổ phiếu mà đoạn này nó khá là nổi bật. Tiếp theo thì mình sẽ nói về nhóm ngành ngân hàng một tí. Nhóm ngành ngân hàng mọi người vẫn chú ý cho em, ưu tiên những cái con mà giữ nền. Như lúc nãy mình có đề cập là nhóm ngân hàng vẫn kỳ vọng là một nhóm có thể dẫn dắt thị trường ở đoạn này. Tại vì cái form của nó có khá là nhiều cổ phiếu giữ nền. Và nếu như sau khi nó giữ được nền và nó tạo một cái vùng siết biên độ lại thì nó sẽ ok. Còn MB Bank thì nó có điểm trừ là nó xuất hiện hai cái phiên bán tương đối. Volume không có đột biến lắm, nhưng mà vẫn là volume cao so với quá trình cân bằng tích lũy của nó. Sau nếu như mà đoạn vừa rồi nó tích lũy trên 24 nè, nó siết biên lại và nó nổ luôn á, thì nó sẽ đẹp hơn. Còn tự nhiên nó xuất hiện hai cái phiên dao động bán á, thì nó phải hấp thụ. Nó phải hấp thụ. Trạng thái của con MB em kỳ vọng á, là nó cần sớm bật về lại trên 24.5 này. Nó phải sớm bật về trên này, lấp lại cái gap. Nhưng mà lấp lại gap này thì cũng chưa lên ngay đâu. Lấp lại gap này xong có thể là nó sẽ siết cái biên quanh đây. Thì khi đó cái form nó sẽ đẹp hơn và nó sẽ dễ tăng hơn anh chị. Nó sẽ dễ tăng hơn. Còn với cái vận động này thì đầu tiên nó phải lấp lại được cái gap đã. Đầu tiên phải lấp được cái gap rồi tính tiếp. Chứ còn mà chưa lắp được gap á, thì vẫn sẽ hơi khó. Cứ chờ nó lắp gap ha. Nhiều anh chị em là điểm gia tăng con MB á, thì em kỳ vọng lắp lại gap. Mua cao một tí nhưng mà khi đó cái form nó sẽ đẹp hơn. Còn lên sình lâu dưới gap có thể nó sẽ cần test lại 1-2-3 một nhịp nữa. ACB thì hôm nay volume hơi cao nha. Volume hơi cao. Điểm cộng là vẫn giữ trên 24 thôi. Nhưng mà volume này thì hơi cao so với cái kỳ vọng mình ở cái vùng siết lại nha. Chứ không phải là volume ngày hôm nay của ACB là một phiên volume đột biến đâu. Volume thì cũng trung quanh trung bình thôi. Cái điều là ở cái vùng siết lại này nè, nó kiệt xuống thì sẽ ok hơn. Nó kiệt xuống này thì nó sẽ dễ nổ hơn. Còn vận động này có thể sẽ cần tích lũy thêm vài phiên. Đây là những cái con mà có form ổn đấy. Form tích lũy nè, form giữ giá nè.
DB Bank. DB Bank thì cái biên của nó điểm trừ là ở những cái nhịp kích lên á, những cái nhịp như là 13 tháng 6 này, rồi 19 tháng 7 này, đây là những nhịp bull trap ấy. Kích lên sau đó phủ nhận nhanh chóng này, mới nổi lên đạp. Thì nó sẽ dẫn đến một cái lượng cung kẹp hàng ở vùng quanh tầm 18.5 đến tầm 19. Nó sẽ cần phải hấp thụ cái lượng cung kẹp hàng đó. Trước mắt cái biên của nó là quanh tầm 17 đến tầm 18 năm. Thì mình mua nên ưu tiên mua nửa biên dưới ha. Còn không thì chờ nó có những tín hiệu sáng sủa hơn từ dòng tiền. Chứ còn vùng này thì nó vẫn khá là lưng chừng đối với quan điểm cá nhân của em. Bit thì 48.5x thì em nghĩ là một cái điểm mọi người có thể canh ngắn hạn được. Với kỳ vọng nó sẽ quay về nó test là cái vùng đỉnh quanh tầm 51x đến 52. CTG. CTG thì giữ hàng được nhưng mà mua nó sẽ hơi khó tại vì vùng này là vùng đi ngang nhưng mà thanh khoản lại cao hơn trung bình. Thanh khoản thấy cao không? Bắt đầu là tầm 2 phiên gần đây nó mới có dấu hiệu là suy giảm. Nhưng mà vùng này thì thanh khoản hơi cao và nó cứ bắt về 34.5 nó rút chân. Bắt về 34.5 nó rút chân thì nó sẽ tạo cho nhà đầu tư một cái hy vọng, một cái niềm tin là 34.5 là hỗ trợ. Thì nếu như mà về hỗ trợ tốt thì nó phải bật lên và đi luôn, còn nó cứ quay về hoài thì vô hình chung nó sẽ tạo một cái bẫy tâm lý. Nên tất nhiên thì xu hướng nó vẫn tốt để nắm giữ, con CTG thì xu hướng vẫn tốt để nắm giữ nha. Không có nó tiêu cực, nhưng mà để mua mới á, thì vùng này CTG em không có ưu tiên cho việc mua mới lắm, lưng chừng. Khá là lưng chừng. Đi ngày đi đi cái nền lâu thanh khoản cao mà không kéo được á, thì nó sẽ thậm chí nó sẽ rất là dễ xuất hiện những cái nhịp rũ xuống đấy. Nên chờ thôi. EB thì trước nói rồi, có dao động băng lớn ở cây ngày 29 tháng 8 thì trong cái hạn không ưu tiên nữa, có thể cơ cấu ra. Còn nó phải cân bằng hoặc thậm chí nó sẽ rũ xuống tiếp. Đó là nhóm ngành ngân hàng. Nhóm thép là một cái nhóm mà nhiều anh chị nhà đầu tư quan tâm trong phiên ngày hôm nay, tại vì nó kéo đầu ngày, thậm chí là con Hoa Sen nó kéo gần 5% đấy anh chị. Ở trong phiên ngày hôm nay thì Hoa Sen nó kéo được gần 5%, sau đó bị chốt ngược. Thì hầu như dòng thép hôm nay là có một cái đuôi nến trên rất là dài, kèm thanh khoản cao hơn trung bình. Hoa Sen này, Nam Kim này, Hòa Phát này đều tạo một cái đuôi nến trên khá là dài. Thì câu hỏi đặt ra là dòng thép ngày hôm nay có xấu hay không, có bull trap hay không, hay là mình sẽ kỳ vọng gì cho cái nhóm ngành này? Thì đầu tiên nha, mọi người để ý cho em, phiên thứ sáu vừa rồi thép Hòa Phát kích thủng đáy rút chân, kích thủng đáy này rút chân. Hoa Sen Nam Kim không kích thủng đáy nhưng mà cũng có một cái phiên rút chân. Đây, rút chân này. Rút chân này. Thì sau một cái phiên rút chân, cái điều kiện tích cực cho cổ phiếu là gì anh chị? Là có cái sự tiếp diễn của lực cầu. Một cái phiên rút chân thì ý nghĩa của nó là có cầu tham gia ở vùng giá thấp giúp cho cổ phiếu bật lên. Thì cầu giá thấp không phải là yếu tố quyết định để cho cổ phiếu có thể cân bằng. Tại vì xuống thấp quá, nhà đầu tư họ mua là bình thường. Cái quan trọng là sau khi cầu giá thấp tham gia vào thì nó có tiếp diễn được hay không. Thì hôm nay nhóm thép điểm cộng là nó có sự tiếp diễn nha. Mặc dù nó bị chốt ngược nhưng mà rõ ràng là các cổ phiếu vẫn tăng điểm, thậm chí tăng rất tốt trong phiên, đúng không? Thì cái trạng thái là trạng thái cầu giá cao, có xin lỗi cầu có sự tiếp diễn, cầu này chưa cao đâu nhưng mà nó có cái sự tiếp diễn sau phiên rút chân, thì thực tế vẫn là một cái trạng thái tốt cho dòng thép. Còn cái việc mà nhóm thép nó bị chốt ngược anh chị thì đó là một cái trạng thái đối với em là bình thường nha. Em dùng từ bình thường. Vì sao? Tại vì đa phần các cổ phiếu dòng thép, thứ nhất nó rơi mạnh. Hoa Sen, Nam Kim, Hòa Phát nhìn vào là thấy rơi mà. Rơi rất là mạnh ở đoạn vừa rồi. Rơi mạnh. Form là form hướng xuống. Nên cung kẹp hàng ở trên nó sẽ rất là nhiều. Và sáng ngày hôm nay khi mà các cổ phiếu kéo lên nó đều chạm cản. Ví dụ như con Hà Phát thì nó chạm cái vùng đỉnh trước của nó là quanh tầm giá 26x nè. Hoa Sen Nam Kim thì chạm gap. Hoa Sen Nam Kim thì sáng ngày hôm nay chạm về cái gap quanh cái gap phiên ngày 4 tháng 9 đó anh chị. Đây, Hoa Sen nè. Nam Kim nè. Thì đầu tiên á là hôm nay dòng thép tiếp diễn được lực cầu là tốt. Nhưng có điều là do nó rơi sâu quá và các cổ phiếu nó đều bị chạm cản, nên nó bị chốt là một trạng thái bình thường. Cái nhóm thép á, mọi người nhớ cho em, đoạn này chỉ cần mà nó giữ được cái vùng cân bằng là nó tốt rồi. Cái vùng cân bằng tạo đáy á, tức là nó không bị thủng đáy, nó không bị rơi sâu là tốt rồi. Đây, ví dụ Nam Kim nó không rơi khỏi giá 20 để nó rơi về lại cái vùng giá quanh 18 á, là nó đã tốt rồi anh chị. Anh chị không thể nào mà một cái kỳ vọng quá lớn cho dòng thép ở giai đoạn này được, kiểu là tăng theo hướng uptrend á,
Làm sao mà tăng được khi mà cái xu hướng vừa rồi nó gãy rất là sâu. Nó gãy rất là sâu nè, anh chị tính từ vùng đỉnh xuống Nam Kim thì gãy đâu đó là cũng khoảng tầm 27%. Và ở trong cái đợt hồi phục vừa rồi thì thép là dòng yếu, không thể phủ nhận. Thị trường về trên đỉnh rồi mà thép nó vẫn loay hoay dưới đáy thì nó là dòng yếu mà. Nó là dòng yếu, nó gãy sâu. Thì mọi người phải cho nó thời gian hấp thụ cái lượng cung kẹp hàng ở trên. Đặc biệt là đợt vừa rồi khi mà nhà đầu tư tới thị trường hồi phục, thép thép ở vùng giá thấp thì họ cũng sẽ mua vào rất là nhiều ở vùng dưới đây. Ở vùng dưới đây nó không lên được thì nó dẫn đến cái lượng cung ở trên nó sẽ nhiều. Nên kỳ vọng là giữ nền được là tốt rồi. Giữ nền tạo vùng cân bằng và không rơi sâu là tốt rồi. Còn cung ở trên nó rất là dày, nó sẽ cần thời gian hấp thụ, có thể nó sẽ tạo cái hộp đi ngang. Nó sẽ tạo một cái hộp đi ngang và chỉ cần nó không rơi thủng đáy là ok rồi chị. Còn thép á, làm sao mà kỳ vọng lớn trong cái bối cảnh mà giá thép nó vẫn đang ở vùng thấp. Giá thép thế giới vẫn đang ở vùng thấp và nó chưa có những tiến triển quá nhiều. Bất động sản Trung Quốc thì đang gặp khó khăn. Đấy, thì mọi người thấy nó có cái câu chuyện gì để nó có thể kích thích dòng tiền FOMO vào hay không? Nó sẽ khó. Và thép em nói với mọi người luôn là em không có view đánh ngắn ở giai đoạn này. Thực ra là nhóm khách hàng của em có gom trước 30% dòng thép rồi nha. Em chia sẻ luôn là em có cho gom 30% rồi. Tức là giả sử anh chị dự tính mua 100 triệu thì anh chị có thể mua dần 20-30 triệu rồi. Nhưng mà view là gì? View là view mua gom, chia thị trọng ra gom và view trung hạn. Em không có view thép ngắn hạn để đánh T cộng. Chia sẻ thẳng luôn để tránh cái việc anh chị mua vào rồi anh chị T cộng của em là sao thép không chạy. Nhìn vào biết sao nó không chạy mà. Cung ở trên quá trời cung luôn. Rồi cái câu chuyện ngắn hạn nó chưa đủ mạnh để kích thích dòng tiền vào. Tất nhiên thì quan điểm là thép đã có đáy lợi nhuận rồi. Đó là lý do vì sao mình có kỳ vọng cho trung hạn dòng thép. Tại vì khi đi qua đáy thì nó có gì anh chị? Nó chỉ có cái chiều hướng lên thôi. Khi đã đi được qua đáy thì nó chỉ có chiều hướng lên thôi. Có điều là nó sẽ lên chậm hay nhanh, nhưng mà nó có cái kỳ vọng hướng lên. Thì đó là lý do vì sao mà mình kỳ vọng cho một cái trạng thái trung hạn đối với dòng thép. Còn trong ngắn hạn dòng tiền nó yếu, trong ngắn hạn nó có nhiều cung thì phải cho nó thời gian để nó hấp thụ. Nên ai muốn đánh thép ở giai đoạn này thì nhớ cho em chiến lược là gì? Là chia vốn ra. Và hiện tại thì quan niệm của em thì chỉ mới gom khoảng là 30% thôi, chưa gom nhiều hơn. Mọi người gom nhiều sớm quá thì khi mà, mặc dù là trước đó có thể là view trung hạn, nhưng mà gom tỷ trọng lớn vốn rồi mà nó không chạy á, thì chắc chắn là sẽ bị áp lực tâm lý. Vì em thấy là dòng thép là cứ ngày nào chị hỏi em là sao thép giảm mạnh về em, sao thép chưa chạy về em, mặc dù em đã nói từ trước đó là thép nó chưa lên ngay được đâu. Kể cả sau phiên ngày hôm nay, sáng hôm nay, đây sáng ngày hôm nay thì em có nói nè, thép bật mặc dù là giá thấp hơn điểm mua một, con thép Nam Kim, thép nhóm em mua là em mua Nam Kim, em mua vùng giá quanh 22 nè anh chị, là sáng ngày hôm nay mới về bờ đấy, 30% mới về bờ đấy. Nhưng mà lúc đó em mua em nói thẳng luôn là em chia ra em gom dần, và sáng ngày hôm nay em không view gia tăng, tại vì sáng ngày hôm nay dòng thép rất là hưng phấn thì nhiều anh chị hỏi em là gia tăng thì em vẫn nói là không có gia tăng được. Đoạn này thị trường giằng co thì mua những phiên nổ, và đặc biệt là cổ phiếu nổ từ dưới nổi lên nó không đi được nhanh đâu. Nổ mà nổ ở trên á, cái form nó là form hướng lên, form giữ giá ở trên, nổ thì nó có thể vượt đỉnh nó đi nhanh. Nhưng mà một cái cổ phiếu đang ở dưới đáy đi lên á, mà những cái phiên nổ á, thì chắc chắn nó sẽ chịu được chốt. Chắc chắn một điều luôn, nó sẽ chịu được chốt. Nên tránh cái việc là mua vào những cái phiên nổ, khó ăn lắm. Đó, nên hiện tại thép thì quan điểm của em vẫn như vậy. Hôm nay là có tín hiệu giữ được vùng cân bằng, không có rủi ro giảm sâu. Nhưng mà để kỳ vọng theo kiểu mà như này không có đâu. Tại cân bằng có thể là sẽ giữ một cái vùng xoay quay quanh đây, giai đoạn trong một biên độ cho đến khi là cung kiệt dần mà nó gom đủ hàng thì mới sẽ có những cái kỳ vọng lớn hơn. Nhưng mà nhìn chung thì thép thì vẫn view là có đáy lợi nhuận rồi. Giờ nó có một cái điểm cân bằng ổn thôi để nó giúp thị trường ổn nè. Và khi thị trường ổn, các nhóm ngành đi lên, có ngành dẫn dắt thì thép nó cũng sẽ gọi là hưởng lợi theo dòng tiền được. Rồi ha. Đó là về dòng thép. Tránh cái việc ngày hôm nay thì thấy phiên sáng tăng thì mua đuổi vào với kỳ vọng là sóng sánh gì đó. Chạc này làm sao có sóng được anh chị? Chạc này không có sóng đâu, chưa có sóng được đâu. Rồi nhóm bất động sản thì vẫn tập trung cho em là Nam Long nè. Nam Long quay lại nền, tích lũy kiệt vốn, giữ giá. Ok không? Đủ điều kiện không? Trước mắt kỳ vọng ngắn nó sẽ về tầm 44. Và nếu như nó bứt phá ra khỏi cái nền này thì mình mới kỳ vọng lớn hơn. Nhưng mà trước mắt thì điểm mua này là một điểm mua đủ an toàn. Và nó cũng là cái form cổ phiếu đạt điều kiện của mình. KDH thì em nói nhiều rồi ha. Cũng là một cái form cổ phiếu ổn trong dòng bất động sản. TCH thì cũng được, nhưng mà TCH thì đang gặp cản. Nó giống như con Nam Long lúc ở đây nè anh chị. Lúc Nam Long mà dưới 40 thì em không có quan tâm lắm đâu. Em không quan tâm Nam Long lúc dưới 40 lắm đâu. Mà sau khi nó vượt về lại và nó tích lũy á, thì em mới quan tâm lại.
thì con TCH nè. Nhìn đi, trước đó có biên độ là quanh tầm 19 đến tầm 21. Thì quanh 19, trước đó là hỗ trợ mạnh, sau khi gãy sẽ trở thành kháng cự. Và đặc biệt là ở nhịp trước đó con TCH nó có cái phiên bán rất là lớn, chị nhớ không? Cái phiên bán hay tin đồn ấy, mình cũng chẳng biết tin đồn gì, nhưng mà dao động volume lớn. Giá thấp dao động volume lớn, cung còn nhiều thì nó sẽ cần hấp thụ. TCH á, nó vượt về lại trên 19 á, thì kia nó sẽ có dư địa về 21. Còn ở lên sinh quanh dưới đây á, nó không bật lên được á, thì nó sẽ cần có thể là một cái nhịp test lại quanh tầm 17, với hỗ trợ ngắn hạn của nó là quanh cái ngưỡng tầm 17.8 đấy. Chạm nút chân rất là nhiều lần rồi, nếu phủ nhận ngưỡng này thì khả năng sẽ quay về 17. Để làm những cái cổ phiếu bất động sản đằng này cái form nó ok. NTL thì cũng, nếu mà người nói về form thì form nó mạnh, nhưng mà trước đó nó đã có vùng phân phối rồi. Con này đã có vùng phân phối rồi nên không có kỳ vọng ngắn hạn nhiều đâu. Form này dễ gãy lắm. Nó tăng xong rồi. Còn những cái mã ở dưới thì thực ra thì nó đang giữ giá lại, BDR, DSG, CO này nọ đấy. Có hàng mọi người vẫn giữ được, nhưng mà chị hỏi em mua thì em chỉ nói là cái vùng này nó không đạt biên của em không mua thôi. Em không có phủ nhận là nó giữ giá tốt nha, nhưng mà nó không có đủ biên đối với em. Đoạn rồi nếu nó chiết khấu khoảng tầm 4-5% nữa thì có biên mua ok. Nhưng mà ví dụ con BDR thì chiết khấu thấp nhất về tầm 20.7 thì nó không có điểm mua đối với cá nhân em thôi. Con DSG, con BDR còn được nha. Còn con DSG thì vô nó hơi to đấy. Cái vùng này dằn con mà vô hơi to, cung bán còn nhiều. Ví dụ như nó chỉnh về đâu đó là quanh tầm 14.5 thì ok, mua được. Còn vùng này lưng lửng quá, có thể nó sẽ kéo nha. Vùng này vẫn có thể sẽ kéo, nhưng mà nó ở cái ngưỡng gọi là không có cái mức kiểm soát. Đối với quan điểm cá nhân của em, có hàng vẫn giữ được, nhưng mà mua thì em thấy sẽ hơi khó mua nha. CO thì canh nó về quanh 15 năm thì cũng được, canh về quanh đó thì cũng có thể cân nhắc mua được, với cái trạng thái là chỉnh thanh khoản thấp nè. DG thì dao động bán lớn, tạm thời chưa có tham gia. Nhớ cho em, cổ phiếu mà có dao động bán lớn ở đoạn này á, thì view là có thể cơ cấu bớt ngắn hạn. Còn mua thì cho nó điểm cân bằng lại thì mới mua nhé. Đấy là nhóm cổ phiếu bất động sản nè. Nhóm bán lẻ thì mình vẫn tập trung là DigiWorld. DigiWorld hôm nay cũng muốn kéo rồi đấy. Và thứ hai là BED. Đây là hai con bán lẻ nhỏ, size nhỏ. Còn lớn thì nhìn chung là này khó mua. Mở lưu G khỏe nhưng mà khó có điểm mua lắm. Masan. Masan thì một là lấp lại gap tích lũy trên này nha. Một là lấp lại gap quanh tầm 7-6-5, tích lũy được quanh tầm 7-6-7-8 thanh khoản thấp. Còn không thì vẫn cứ canh bám cái trend của nó thôi. Bám trend line nó quanh tầm 73X đến tầm 74 đấy. Sau phiên bật ngày hôm qua, hôm thứ 6 thì tạm thời mua sẽ hơi khó vì nó đang chạm gap nè. Theo dõi cái phản ứng của nó quanh gap thôi. Nếu như lấp lại được cái gap này thì nó sẽ khỏe hơn. HX thì nói chung là sau cái phiên ngày 4 tháng 9 thì không có view mua gì nữa rồi nha. Đang test đỉnh, chưa đủ lực vượt đỉnh. Cái điểm cộng, lộn cái điểm mà không có tiêu cực của nó là do nó chưa có trạng thái kích FOMO. Ví dụ con này mà nó kích vượt qua 18 rồi nó chốt xuống thì sẽ xấu, thì nó sẽ mang ý nghĩa bull trap nhiều hơn. Con này nó chạm đúng đỉnh, nó bị chốt thì em cũng chưa có view tiêu cực để bán ra. Tạm thời trên 16.5 mọi người vẫn giữ được nha. Nhưng mà view mua thì tạm thời không có view mua đối với trường hợp của con HX. Một số cổ phiếu lẻ tẻ, đơn lẻ hơn thì mình có ai? Mình có, lúc này bất động sản em quên nói Hà Đô. Hà Đô thì hôm nay cũng có dấu hiệu muốn kéo đầu ngày, vì cây thứ 6 rất là đẹp. Sau một cây test cung thứ 5 confirm vào thứ 6 thì dạng này chờ vượt thôi. Nếu mà vượt 29.5 thì sẽ có kỳ vọng về quanh tầm 31. Cho các vị thế ngắn hạn thì chốt ngắn quanh tầm 31. Còn kỳ vọng lớn hơn thì chưa nha. Tại vì dao động thực ra nhìn rộng ra thì mọi người thấy là cái con HDG dao động nó vẫn còn hơi lỏng nè. Làm sao mà kỳ vọng theo kiểu như này được, chưa có. Nhưng mà một cái kỳ vọng về tầm giá 31X để mình lướt ngắn thì có. Dòng dầu BVT giữ được. Trên mọi người đặt cho em cái cost loss đối với con BVT là ở vùng giá 27.8 nha, giữ được. BVS thì hôm nay có nỗ lực nhưng mà sau đó bị chốt ngược. Con này thì nó cần phải, nay có tin tốt nên nó kéo đấy, chứ còn lực thì chưa mạnh lắm. BVD chưa, form còn hơi yếu. BSR thì tích lũy lại thôi, chưa gì mới cả. Con này khả năng sẽ tích lũy giữ giá. Sau nỗ lực lần nữa mà vượt mức giá 24.525 bất thành, kèm thanh khoản lớn thì vùng này tích lũy lại thôi. Chỉ còn giữ trên 22 thì con BSR vẫn rất là khỏe nha. Cái điều đây là cái vùng mà nó sẽ cần thời gian nó tích lũy lại đấy. Dabaco hôm nay cũng có một phiên tăng rất là tốt. Dabaco thì em nói với mọi người rồi, đây là cái cổ phiếu mà
từ lúc thị trường tạo đáy em vẫn chú ý nó, em vẫn nói mọi người đây là một cái form ưu tiên, mọi người nhớ GVR nè, Dabaco là hai cái form cổ phiếu mà mình vẫn ưu tiên đấy. Phiên thứ sáu nó có chỉnh, nhiều người hỏi em là Dabaco có xấu không em, thì em có nói với mọi người là cái mốc chặn ngắn hạn nó sẽ là 27. Nếu như nó mất 27 á thì nó sẽ cần test lại quanh 25x26, còn nó vẫn giữ trên 27 thì ok. Thì sau phiên thứ sáu rút chân, phiên ngày hôm nay tiếp diễn, nó đang xử lý cái cản quanh tầm 29-30 anh chị. Nếu như mà hấp thụ được cái cản này sẽ có mức giá 31. Tất nhiên sau phiên ngày hôm nay em không view mua nữa nha, tại vì phiên ngày hôm nay đã nổ lên rồi. Giữ giá sau phiên ngày hôm nay nổ lên, giữ giá được trên 28 thì sẽ có kỳ vọng quanh tầm 31 cho anh chị chốt. Còn sau phiên ngày hôm nay mà hỏi mua thì nó sẽ hơi khó đấy. GVR điểm trừ rồi là ngày hôm 4 tháng 9 rút chân rất là tốt nha, rút chân volume lớn nha, nhưng mà chưa lấp lại được gap. Điểm cộng là không có bắt về giá thấp 33.5, nhưng mà nó cần tiếp diễn về lại trên tầm 35.5 thì nó sẽ sớm kéo hơn. Ê, volume nó kiệt lại nè. Nếu như mà sau những phiên kiệt lại bật lên lấp gap này thì vẫn sẽ ok với kỳ vọng về quanh tầm 38. BHR giữ được, con này thì trước đó mình mua quanh tầm giá 58 thì giờ vẫn đang quanh giá vốn thôi, vẫn giữ được. TNG thì nó có phiên này dao động bán lớn quá, mặc dù rút chân nhưng mà ngay ngày hôm sau phủ nhận thì dạng này sẽ có chỉnh ấy, khả năng sẽ quay về vùng sideways. Như trường hợp của TNG thì khả năng sẽ quay về cái biên sideways trước đó của nó là quanh tầm 24x đến tầm 26x, nên giá này cũng chưa ưu tiên mua lắm nha. Hơi rủi ro, có thể sẽ bật đấy nhưng mà hơi rủi ro. VGT thì đang test lại hỗ trợ thanh khoản thấp, tạm giữ thôi, trên 14 mọi người tạm giữ. Rồi đó là một số chia sẻ của em về thị trường qua phiên ngày hôm nay, cũng như là một số cái cổ phiếu các nhóm ngành chính. Anh chị có câu hỏi nào khác về cổ phiếu thì cứ comment bên dưới nha, hoặc là tham gia vào nhóm tư vấn để được nhận những khuyến nghị chi tiết hơn trong phiên. Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ, một phiên giao dịch ngày mai thành công thuận lợi. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị ạ.